Cái hiệu quả này là từ ngay bản thân tôi. Nhớ lại, khi mới bắt đầu học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi nhìn thấu, dạy tôi buông bỏ. Tôi thỉnh giáo với Đại sư Ngài phải bắt tay vào từ đâu. Ngài nói với tôi từ bố thí. Vậy tôi phải học bài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Do nguyên nhân gì? Đại sư biết. Thấy sắc tướng của tôi rất mỏng. Cũng chính là nói, trong mệnh không có của, bần cùng. Trong mình không có tuổi thọ. Thực tế mà nói, vào lúc đó tôi cũng thấy được rất rõ ràng. Năm đầu, khi tôi còn trẻ, rất nhiều người đoán mạng cho tôi. Thọ mạng của tôi chỉ có 45 tuổi. Tôi tin tưởng. Tin tưởng của tôi là nhờ vào trực giác. Bởi vì trong nhà của tôi ba đời đều là đoạn mạng. Ông nội tôi 45 tuổi qua đời. Bác của tôi, anh của cha tôi 45 tuổi qua đời. Cha tôi cũng là 45 tuổi qua đời. Vào lúc đó, tôi nghĩ có thể có quan hệ di truyền này. Cho nên tôi học Phật, liền đem thọ mạng của mình đặt ở tuổi 45. Sau 45 tuổi thì không còn nữa. Cho nên phải cố gắng dụng công. Gặp được pháp môn tịnh độ, phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không làm việc luân hồi nữa. Đại sư Chương Gia biết, cho nên liền dạy tôi cố gắng chăm chỉ tu học. Thế nhưng khi đọc xong Liễu Phạm Tứ Huấn, hiểu rõ đạo lý này, Thiền sư Dân Cốc đã nói rất rõ ràng. Cho nên ở nơi phương diện đời sống vật chất, chân thật mỗi năm một tốt hơn. Đó là biết được tu tài bố thí. Tài thì càng thí càng nhiều, mới tin tưởng việc này là không giả, không gạt người. Pháp bố thí thì học kinh giáo với lão sư Lý, hoan hỷ giảng để cho người khác nghe, nói cho mọi người cái tâm đắc học Phật. Một người tôi cũng giảng, hai người cũng giảng. Năm đầu đã đến nhà của đồng tu quen biết. Trong nhà của họ, ba người cũng được, năm người cũng được, mười người, tám người, hai mươi người đều được. Giảng giải không gián đoạn. Càng giảng, đối với lý luận của Phật Pháp càng tường tận, càng thấu triệt, cho nên gọi là trí tuệ thêm lớn. Năm tôi 45 tuổi, đích thực bị một trận bệnh rất nghiêm trọng. Trong lòng chính tôi có nghĩ tuổi thọ đến rồi, cho nên cũng không đi khám bác sĩ. Người khác hỏi tôi vì sao không đi bác sĩ. Tôi nói bác sĩ chỉ có thể trị bệnh, không thể trị mạng. Thọ mạng của bạn đến rồi, bạn tìm bác sĩ cũng không ích gì. Cho nên tôi cũng không tìm bác sĩ, cũng không uống thuốc. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm qua một tháng, sức khỏe dần dần được hồi phục. Cái thọ mạng này đích thực là do niệm Phật mà chuyển đổi lại.
Đương nhiên có liên quan với bố thí pháp, bố thí tài, bố thí vô úy. Tôi ở vào lúc đó, bố thí vô úy chính là dùng phóng sanh, ăn chay phóng sanh, bố thí thuốc thang. Chính mình mỗi tháng có một số tiền dư ra tặng cho bệnh viện, giúp đỡ một số người bệnh khó khăn, giúp cho họ mua thuốc men. Cho nên bạn biết được tu nhân sẽ chuyển đổi được quả báo. Trong sáu cõi không gì khác hơn chính là nhân quả. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Cần tu mười thiện, quả báo ở trời người. Tạo tác mười nghiệp ác, quả báo ở ba đường: ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Sự việc này Phật nói rất rõ ràng, nói rất thấu triệt.